Quả bầu tiên. Ngày xưa, ngày xưa có một chú bé con nhà nghèo nhưng vô cùng tốt bụng. Vì thế cứ mỗi độ xuân về, chim chóc lại ríu rít kéo nhau tới làm tổ, hót vang quanh nhà chú bé. Một hôm, có một con cáo ở đâu mà tới bắt chim én ở đầu nhà chú bé. Chú bé vội đuổi con cáo và lao ra cứu chim én chú ôm ấp vỗ về con én nhỏ làm cho nó một cái tổ khác và chăm cho con én ăn nhờ sự chăm sóc tận tình của chú bé con én đã khỏe mạnh mùa thu đến khi nhìn lên trời thấy từng đàn én hối hả bay đi trành rét ở phương nam con én nhỏ phân vân nửa muốn bay theo đàn nửa lại lưu luyến không nỡ rời chú bé hiểu được lòng én chú bé âu yếm bảo én cứ bay theo đàn đi kèo mùa đông lạnh lắm đến mùa xuân ấm áp lại trở về với anh nói xong chú bé tung con én nhỏ lên trời con én đang chấp chới bay lên nền trời xanh biếc của mùa thu nó nhập vào một đàn én lớn đang trên đường di cư về những xứ sở ấm áp ở phương nam mùa xuân tươi đẹp đã tới con én nhỏ tìm về ngôi nhà của chú bé. Đôi cánh én trao liệng xà xuống và én thả trước mặt chú bé một hạt bầu. Chú bé vùi hạt bầu xuống đất, chẳng bao lâu hạt bầu đã nảy mầm thành cây. Cây bầu lớn nhanh như thổi, ra hoa, kết quả. Nhưng lạ chưa, quả bầu to khổng lồ, cả nhà chú bé mới khiêng về được một quả khi bổ ra. Ôi, thật kỳ diệu, trong quả bầu đầy vàng bạc, châu báu, tên địa chủ trong vùng nghe được chuyện ấy. Hắn bèn tìm cách bắt một con chim én con rồi bẻ gãy cánh. Sau đó hắn giả vờ thương xót con én rồi đem về nuôi. Đến mùa thu, hắn vội vàng ném con én lên trời và bảo: "Bay đi én con, mau đi kiếm hạt bầu tiên về đây cho ta." con én khốn khổ bay đi mùa xuân năm sau nó cũng trở về và đem theo một hạt bầu tên địa chủ hí hửng đem gieo và ngày đêm canh giữ khi quả bầu đã già hắn bảo mọi người khiêng về rồi đuổi tất cả ra hắn đóng cửa lại rồi một mình hắn bổ quả bầu tiên quả bầu vừa được bổ ra vàng bạc chẳng có chỉ có toàn là rắn rắn từ trong quả bầu sông ra cắn chết tên địa chủ tham lam độc ác